chào các bạn đã trở lại với kênh của Khải Toàn. Tuổi Hợi và cách cải vận. Tuổi Hợi tốt bụng, hiền lành, giỏi phân bố thời gian, nhường nhịn mọi người trong điều kiện có thể, dễ bằng lòng và dễ tha thứ cho người khác. Tuổi Hợi bốn trầm tính, hiền hòa, quan trọng ngũ hành tháng sinh bên cạnh có con giáp nào đi kèm. Ví dụ sinh năm Hợi, tháng có Dần Thân Tỵ Hợi sẽ linh hoạt giỏi ứng biến. Tháng sinh có Tý Ngọ Mão Dậu là nhóm cực đoan cố chấp đào hoa là người đứng đầu. Tháng sinh có Thìn Tuất Sửu Mùi sẽ bình hòa bao dung, đối nhân xử thế giỏi. Làm thế nào để có vận trình tốt hơn? Thứ nhất là cải thiện môi trường nơi sinh sống. Trong ngôi nhà của bạn nên có ánh sáng và không khí trong lành, được xem là phong thủy tốt. Thứ hai là ứng dụng theo thuật số mệnh thiếu, hay còn gọi là mệnh khuyết. Thứ ba là cải thiện tâm trí theo hướng lạc quan, tích cực yêu đời. Thứ tư là nhân quả. Hôm nay bạn gieo nhân thiện, mai sau sẽ có quả lành. Theo thuật số bát tự tứ trụ, xét theo năm hoặc tháng cho một phần tính cách. Các bạn nên tìm hiểu thêm về mệnh ngày sinh. Video này giới thiệu về con giáp Hợi, ứng nghiệm với ai sinh năm Hợi hoặc là sinh tháng Hợi vào khoảng ngày 7 tháng 11 cho đến 7 tháng 12 dương lịch. Các bạn tự tra áp lịch việc, ghi lại ngũ hành của lá số hoặc vào website phongthuykhaitoan.com mục tra lá số, tự lấy thông tin xem kèm video này sẽ phát hiện nhiều điều thú vị của bản thân. Phần sau video tôi sẽ trình bày thêm về tuổi Hợi và các tháng sinh. Trong con mắt mọi người xung quanh, tuổi Hợi là những người rất là thân thiện và hòa đồng, hay có sự đồng cảm thương người. Họ chẳng bao giờ to tiếng quát ai khác dù người đó mắc phải sai lầm. Tuổi Hợi là một trong tứ trường sinh, tượng trưng cho mộc khố. Đặc tính của Hợi là hiền hòa, không thích phân tranh với ai khác. Vẻ ngoài của tuổi Hợi lúc nào cũng thanh thản nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận buồn phiền bất kỳ điều gì. Họ hoàn toàn không phải là những người lười biếng, chỉ biết hưởng thụ, mà đơn giản tuổi Hợi họ luôn biết cách cân bằng thời gian, điều hòa cuộc sống của chính mình rất là tốt. Họ có tính ngây thơ, lãng mạn, thích dành thuận lợi cho người khác, dễ bằng lòng, dễ tha thứ cho người khác khi gặp sai lầm. Tuổi Hợi trong cuộc đời họ cần chú ý phát huy thế mạnh riêng của mình và cần hạn chế nhược điểm của bản thân. Bình thường tuổi Hợi là những người không thích tranh chấp đôi co với người khác, nhưng nếu vượt quá giới hạn của sức chịu đựng, họ sẽ nổi trận lôi đình. Vì vậy họ nên kiên định hơn, nhất là những người sinh vào cuối năm hoặc tháng 1 dương lịch, thường là dư thủy thích an phận. Trong tình yêu, người tuổi Hợi khá là mãnh liệt, thật khó ai có thể ngăn cản nổi họ khi họ rơi vào lưới tình. Tình cảm khá là trong sáng. Trong hôn nhân, một số người tuổi Hợi có trắc trở lận đận, họ thường yếu đuối trước tình cảm. Tuổi Hợi là những con người đầy năng động, sáng tạo, nhiệt tình, song tình cảm rất là yếu đuối. Nữ tuổi Hợi đa phần hiền lành, tình cảm phong phú, rất là nhu mì, không có cá tính ranh mãnh. Họ rất mềm yếu, đặt hết tình cảm của mình cho tình yêu, khi bị phụ lòng họ rất là đau khổ. Nhìn chung người tuổi Hợi có vận số tốt, nếu nhóm người này kiên định hơn trong những thời điểm quan trọng để đưa ra những quyết định. Cải vận theo mệnh khuyết, Hợi thuộc thủy mộc, Hợi hợp với Tý Sửu hoặc là Mão Mùi, lục hợp với Dần. Cách dùng tam hợp lục hợp này chỉ tham khảo, nên ứng dụng theo mệnh khuyết sau đây. Mệnh khuyết và dụng thần, mỗi người có một từ trường, một cơ duyên riêng, từ sinh thần bát tự, tức năm tháng ngày giờ sinh. Đây là cơ sở xét một lá số. Dụng thần là tìm ra ngũ hành của lá số thiếu, dùng để cân bằng lá số, giúp vận trình may mắn hanh thông hơn, gọi là thuật cải vận. Tuổi Hợi sinh mùa đông vào tháng Hợi Tý Sửu, mùa lạnh thường dư thủy kỵ thủy, nên lấy hỏa làm dụng thần. Nếu tuổi Hợi sinh tại tháng Tý cực kỳ nhiều thủy, có tài lãnh đạo, có thể đạt được những thành tựu lớn, nhưng cũng có thể phá tài. Nếu sinh mệnh ngày thuộc thiên can thuộc nhâm, sinh tại tháng Hợi là có mật mã lộc thần, mật mã dễ kiếm tiền hơn mệnh khác. Nếu sinh mệnh ngày thuộc thiên can quý, sinh tại tháng Tý cũng là có mật mã lộc thần. Cần hỏa nên biết màu đỏ, tím, vàng sậm, cam, hồng là hỏa, trang sức các loại đá vân đỏ hoặc đá xanh lá, dây màu đỏ, thạch anh tóc đỏ,
về động vật, ngựa là hỏa, nuôi chó là hỏa, mèo là mộc. Khi ăn uống, ăn lẩu, đồ nướng, thịt dê, thịt bò, sô-cô-la, tảo tía, thịt bò khô. Đối với cơ thể, phần đầu mắt là hỏa, có thể nhiễm ít tóc đỏ. Đồ vật trong nhà, tivi, lò vi ba, bếp, máy vi tính là các thiết bị hỏa. Tranh mặt trời, tranh ngựa là hỏa, sưu tầm mực lửa, vào bếp nấu ăn, mỗi tối uống một ít rượu vang cũng là cách nạp hỏa. Ngành nghề thuộc hỏa, thợ trang điểm, diễn viên, sản xuất phim, công an, nhà hàng á, quầy bán lẻ, sản xuất đồ nhựa, đồ điện tử, máy vi tính, thiết bị điện tử, kỹ thuật số, đầu bếp rất là nhiều hỏa. Chế biến thực phẩm, chiếu sáng, nhiếp ảnh, các ngành nghề liên quan đến thể thao, studio, chụp ảnh, thu âm đều thuộc hỏa. Tuổi Hợi sinh mùa xuân vào tháng Dần Mão, mùa xuân thường mọc vượng nên kỵ mộc, nên lấy kim làm dụng thần. Tuổi Hợi sinh tại tháng Dần Mão, vô cùng quân tử nghĩa hiệp. Nếu sinh mệnh ngày thuộc thiên can giáp, sinh tại tháng Dần là có mật mã lộc thần, mật mã dễ kiếm tiền hơn mệnh khác. Nếu sinh mệnh ngày thuộc thiên can Ất, sinh tại tháng Mão là cũng có mật mã lộc thần. Cần kim nên biết, màu trắng xám là kim, trang sức vàng bạc đồng hồ tự động là trợ kim, càng đắt tiền càng tốt, ví dụ Rolex, Hublot, kim cương, thạch anh tóc vàng. Về động vật, gà, khỉ là kim, ăn uống, thịt đông lạnh, ăn kem, thịt gà, tổ yến nhiều kim. Đối với cơ thể, mỗi sáng thức dậy nên dùng đồng hồ báo thức hình tròn màu vàng, ra khỏi giường nên hướng mặt về hướng Tây hoặc Tây Bắc. Cạo râu nên cạo bằng dao cạo thay vì cạo bằng máy, nên cắt lông mũi. Đồ vật trong nhà, két sắt, máy lạnh, tủ lạnh, gương là kim. Trong nhà treo một bức tranh núi Phú Sĩ, tranh gà, tranh khỉ cũng là kim. Sưu tầm đồ kim loại, có bộ kéo cắt móng tay. Bàn làm việc có tượng gà bằng đồng, thường xuyên soi gương cũng là cách nạp kim. Ngành nghề thuộc kim: kế toán, tài chính, kinh doanh chứng khoán, ngân hàng, máy móc, làm giám sát, quản lý, cửa hàng vàng bạc, công nghệ, sản xuất phần cứng máy vi tính, kỹ thuật cơ khí, kinh doanh vật liệu kim khí. Nghề cơ khí, cơ điện, sản xuất thiết bị chăm sóc sức khỏe, dụng cụ âm nhạc, trò chơi điện tử, bác sĩ cũng rất nhiều kim. Tuổi Hợi sinh mùa hè vào tháng Tỵ Ngọ Mùi, mùa hè hỏa vượng, thường dư hỏa kỵ hỏa, nên lấy thủy làm dụng thần. Nếu tuổi Hợi sinh tại tháng Ngọ, rất là dư mộc hỏa, tính khí nóng nảy phát cuồng. Nếu sinh mệnh ngày thuộc thiên can Mậu hoặc Bính, sinh tại tháng Tỵ là có sao lộc thần, mật mã lộc thần là dễ kiếm tiền hơn mệnh khác. Nếu sinh mệnh ngày thuộc thiên can Kỷ hoặc Đinh, sinh tại tháng Ngọ cũng có mật mã lộc thần, giống như là lá số ông Trâm. Cần thủy nên biết, màu xanh lam, màu đen, trang sức vàng bạc đá quý màu xanh lam, màu đen, kim cương, thạch anh tóc đen. Động vật: chuột, cá, rồng, chuột Mickey, dơi cũng là thủy. Ăn uống: tất cả các loại cá, tất cả các loại thủy hải sản, cơm gà, tổ yến, mộc nhĩ đen, mộc nhĩ trắng. Uống trà đá, uống bia đều là thủy. Trên cơ thể, gương mặt nên trắng sáng, nên đeo kính mát khi ra đường. Đồ vật trong nhà nên ở gần nguồn nước, gương là kim thủy, tránh để nhà bếp bừa bộn, hồ cá nhà vệ sinh đại diện cho nhiều thủy. Treo một bức tranh về sông nước đều là thủy. Mỗi sáng nên tắm sáng hoặc là làm tóc ướt. Bàn làm việc nên có chậu cá hoặc là tượng chuột heo. Đi ngủ mang theo chai nước suối cũng là cách nạp thủy. Ngành nghề thuộc thủy: thẩm mỹ, spa, kinh doanh nước giải khát, tâm lý học, dịch vụ làm sạch, quán cà phê, thủy lợi, thủy hải sản, đánh bắt cá, nghề quảng cáo, nghề biển, văn phòng giới thiệu việc làm, tư vấn việc làm, quan hệ công chúng đều là thủy. Tuổi Hợi sinh tại tháng Thân Dậu, mùa thu kim vượng, thường kỵ kim, nên lấy mộc làm dụng thần. Nếu sinh mệnh ngày thiên can thuộc Canh, sinh tại tháng Thân là có mật mã lộc thần, dễ kiếm tiền hơn mệnh khác. Nếu sinh mệnh ngày có thiên can thuộc Tân, sinh tại tháng Dậu là có mật mã lộc thần. Cần mộc nên biết, màu xanh lá là mộc, trang sức các loại đá quý màu xanh lá, ví dụ là gỗ trầm hoặc là thạch anh tóc xanh lá. Động vật: mèo Hello Kitty, mèo Doraemon,
thỏ, hổ đều là mộc, ăn uống, ăn rau xanh, thích hợp ăn chay. Đối với cơ thể, râu, lông, tóc, móng đại diện cho mộc. Đồ vật trong nhà, ban công có cây cối, kệ sách, sách báo chí đều là mộc. Bàn làm việc nên có cây nhỏ. Giường đồ dùng trong nhà nên bằng gỗ hơn là bằng kim loại. Đội nón, túi sách xanh lá, bàn làm việc có tượng mèo, đi ngủ mang theo quyển sách cũng là cách nạp mộc. Ngành nghề thuộc mộc: làm vườn, cửa hàng nội thất, thư viện sách, thiết kế thời trang, ngành gỗ, giấy, thiết kế website, kinh doanh các mặt hàng gỗ, hoa, cây cảnh, chế tạo thảo dược, làm phim hoạt hình, hoạt động từ thiện. Quần áo, giày dép, ngành xuất bản, in ấn, công ty phát hành sách đều thuộc mộc. Tuổi Hợi sinh tại tháng Thìn, Tuất, Mùi thường là dư thổ nên lấy thủy làm dụng thần. Các bạn xem thêm về thuật cải vận tại hai website hoặc kênh YouTube của tôi. Các mật mã liên quan tuổi Hợi: hoa cái tại Mùi, sinh năm Hợi, trong lá số ở cột tháng ngày giờ sinh có chữ Mùi là sao hoa cái. Hoa cái đại diện cho tính tình thanh cao, thông minh, tư chất thông minh, tự làm tự hưởng, giàu tài hoa, tài năng nghệ thuật, thích tôn giáo và triết học. Nữ có chu kỳ này thường mạnh mẽ dẫn đến cô đơn, nam có chu kỳ này thường là tỏ ra quyền quy. Dịch mã tại Tỵ, sinh năm Hợi, trong tháng ngày giờ sinh của lá số có chữ Tỵ là sao dịch mã. Dịch mã tượng trưng cho thay đổi, biến động, đi xa, di chuyển, thay đổi chỗ ở, thay đổi công việc hoặc là xuất ngoại. Nữ có nhiều dịch mã thì tâm thường bất an. Hàm Trì tại Tý, sinh năm Hợi, ở cột tháng ngày giờ trong lá số có chữ Tý là có sao Hàm Trì. Hàm Trì chính là đào hoa tình yêu của cuộc sống. Đời người có liên quan đến mật mã Hàm Trì này. Nếu bát tự có dụng thần là Hàm Trì, biểu thị cho người này có nhu cầu tình dục cao. Nếu Hàm Trì là kỵ thần, đại diện người này không có hứng thú về tình dục. Đào hoa có ý nghĩa khá là rộng, ví dụ nhiều người để ý, tướng mạo ưa nhìn, thông minh, lãng mạn, có cơ duyên gặp gỡ nhiều người, phù hợp ngành nghề dịch vụ. Sinh năm Hợi, kỵ nhà ở hướng Dần, 52 cho đến 68 độ Đông Bắc, sẽ phạm phải vong thần, là một mật mã thị phi. Sinh năm Hợi, gặp năm có Thìn là có sao Hồng Loan, chu kỳ kết hôn hoặc đang có tình yêu. Gặp năm tháng có Tuất là có sao Thiên Hỷ, dụng thần là chuyện vui, kỵ thần là chuyện buồn. Phàm là con người, không nên mưu cầu nhiều số mệnh của tương lai, không khéo mất đi sự cân bằng của cuộc sống tự nhiên. Chỉ cần tâm tính mình lạc quan, sống ôn hòa với mọi người, kiên trì với mục tiêu, đối đãi tốt với tất cả những người xung quanh, vận may rồi sẽ tới. Cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.